Chào tất cả quý vị khách hàng nhé. Hôm nay Tuấn Cường về được một chiếc xe Vespa Spring. Biển số rất là đẹp luôn quý vị anh chị em. Đó, biển số tiến đều phong thủy nhá. Bản này là bản 2020, xe đi có đây. Camera cho đây, đi được 5476 km mai. Và xe màu xám xi măng rất là hot. Đó, bản này là bản đèn LED 2 tầng anh chị em nhé. Đèn LED 2 tầng trước sau. Và đặc biệt dòng sản phẩm này là sở hữu động cơ EZ rất là mới, cực kỳ vọt nhẹ, động cơ mới nhất hiện nay. Toàn bộ tổng thành xe là bán là bao cho anh chị em zin 100%. Đó, bao công chứng, bao giấy tờ và ship xe cho anh chị em tất cả các tỉnh thành. Và bên Tuấn Cường còn một số các cái mẫu màu xám xi măng như Liberty. Đó, còn con kia là 2023 thì cực kỳ là mới rồi. Chính vì thế quý vị anh chị em nào mà có nhu cầu con nào thì cứ comment bên dưới cho Tuấn Cường và đồng thời liên hệ cho Tuấn Cường cái số điện thoại của Tuấn Cường ở phần mô tả nha anh chị em. Đó, rồi quay trở lại thì con này là cái bản mà mới nhất hiện nay như anh chị em đã biết thì nó có đèn LED 2 tầng này. Đấy, rồi là thắng ABS. Đấy, động cơ EZ và đặc biệt chiếc xe này là ấn nút mở yên anh chị em nhá. Đây, ấn nút mở yên luôn. Đấy, rồi trong này là có cái cổng sạc USB. Đấy, cổng sạc USB nó nằm ở trong này nha anh chị em. Đấy. Rồi. Còn đây bên đó là phần hình thức bên ngoài, còn đây là nội thất bên trong đây anh chị em. Đây. Kiến sổ đầy đủ hết cho anh chị em này. Đó. Con này mới về vừa mới rửa xong là Tuấn Cương lên sóng luôn cho anh chị em nhé. Và cái giá thì Tuấn Cương bán cho quý vị anh chị em cực kỳ hợp lý trong cái buổi live hôm nay. Một con xe đời cao, xe đẹp, biển dễ nhìn, biển số cực kỳ dễ nhìn luôn. Bản cao cấp mà giá bán cho anh chị em cực kỳ hợp lý chỉ có 62.500.000 đã bao gồm công chứng giấy tờ. Đó. Và anh chị em nào ở tỉnh mua thì Tuấn Cương hỗ trợ ship xe cũng như công chứng hay là có dịch vụ rút hồ sơ cho quý vị anh chị em nhá. Rồi, và đây thưa quý vị anh chị em một con và bên Tuấn Cường thì còn rất nhiều những cái mẫu đây anh chị em, màu đỏ cam này, màu đỏ cherry này. Đấy, con này là 2023. Đó, con này là 2023 thì con này là đi 600 km, không cần phải nói nhiều nữa. Đó, bản này là còn bảo hành tới 36 tháng cho anh chị em. Con này là đi 600 km thì Tuấn Cường bán cho anh chị em 73.500.000. Đăng ký 2023 anh chị em nhé, 2023. Rồi, còn con này Liberty ABS động cơ EZ cũng màu xám xi măng. Đó, rất là nhiều cái màu xám xi măng và một số màu xám xi măng nữa. Thì như con này Tuấn Cường bán cho anh chị em chỉ có 28.500.000 thôi. 28.500.000 với một sản phẩm Vespa của dòng Liberty S125 ABS. Thì quý vị anh chị em mà có nhu cầu thì liên hệ ngay cho Tuấn Cường nhé, hoặc để lại cái số điện thoại dưới phần bình luận. Tuấn Cường sẽ có những bạn cộng tác viên sẽ gửi thông tin chi tiết hình ảnh qua cho quý vị anh chị em. Và đây, một con mới về đây anh chị em, đưa cái giấy tờ đây cho anh. Đây, con này vừa mới về tức thì, vừa mới đi công chứng về tức thì nha anh chị em. Đây. Đó, con này là vừa mới đi công chứng về tức thì đến đây luôn. Nguyên bản, nguyên đa, nguyên kiện, còn dán keo nguyên con luôn. Màu trắng đen sport thì con này Tuấn Cương cũng phải spa qua một tí. Rồi Tuấn Cương sẽ gửi ảnh hoặc đăng ảnh. Còn đây là tiện, vừa mới về là cũng bản cao cấp, đèn LED nhá. Con này là bản trắng đen sport ABS động cơ EZ. Đấy, biển số Tân Bình. Vừa mới về, vừa mới đi công chứng tức thì luôn. Thì con này giá bán cho anh chị em rất là hợp lý. Spa đẹp lên thì cũng bán cho anh chị em với giá chỉ có 59.500.000 thôi nhé. 59.500.000, một bản cao cấp. Đấy, màu trắng đen sport. Rồi, ở đây một con này cũng mới về tức thì luôn. Thì con này để anh chị em spa xong là lên sóng cho anh chị em sau. Con này cũng thắng ABS động cơ EZ. Cái màu này rất là mới luôn anh chị em. Đây, đây hôm nay về mấy con đầy đủ các cái phụ tùng nhé. Đấy thì con trắng với con này là mới về, đều là những cái bản cao cấp động cơ EZ thắng ABS luôn nhá. Tủ thành phố, hai kiến, chìa khóa đầy đủ. Thì con này thì bản này là bản màu hồng cánh sen kết hợp với toàn bộ những cái điểm nhấn viền đen, mâm đen. Đấy, lòng đen, viền rất là đẹp. Con này bán cho anh chị em cũng 59.500.000 đã bao gồm công chứng giấy tờ rồi nhá. Đó, thì đây là những cái sản phẩm mà mới về trong ngày hôm nay ở đây. Tuấn Cường còn rất nhiều nữa. Quý vị anh chị em có nhu cầu hoặc là quan tâm sản phẩm nào thì liên hệ ngay cho Tuấn Cường. Và một lần nữa Tuấn Cường xin chào, hẹn gặp lại quý vị anh chị em trong các video kế tiếp theo của Tuấn Cường. Xin chào.